Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há,
cô thường gọi là má Bảy Phụng Há. Ngày xưa khi má Bảy dạy cô, khi mà cô mới vào nghề, má nói cô đừng có tưởng là má chỉ có dạy con không thôi. Trong khi má dạy con á, là má có học được của tụi con, và đồng thời má được hưởng cái trẻ của cái thời đại của tụi con. Cho nên cái nghề của má nó không có bị già đâu, nó không có bị chết đứng ở một chỗ. Cuộc sống là có những cái sự tương tác, tương trợ và cảm thông lẫn nhau. Cho nên con nói con cảm ơn má, nhưng mà má phải cảm ơn lại con. Thì cô tính má Bảy và cô muốn tặng cái câu nói cho Mỹ Hải. Và trong cái khi mà cô làm cái MV này đó, thì cô nhân đây cho phép cô cảm ơn ekip làm. Các bạn mà trẻ thì do tuổi đời đối với cô, đối với các bạn, nhưng mà các bạn phải tự tin rằng đó, cái nghề này đó có học tới suốt đời mình cũng không có tới đâu hết. Cho nên đó là mình đi từng bước và mình chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, đặc biệt là cái tuổi trẻ, cái thần thái, cái khí chất trẻ của các bạn của thời đại, giúp cho cô, giúp cho nhau mình làm được những điều tốt đẹp nhất cho ngày mai. Thì cái điều đó là cái ý nghĩa đặc biệt của cô đối với ekip, đối với toàn thể trong cái MV này. Một lần nữa cho phép cô gửi lời biết ơn với tất cả. Dạ vâng ạ. Nhắc tới nhà trẻ thì ở đây trong MV mình cô nghĩ rằng cái câu trả lời là trong tất cả các bạn đã biết rồi. Thì hiếm khi mà gặp nhau được như vậy, cô xin tặng cho các bạn một cái đoạn ở trong Bình Tây Đại Nguyên Soái của một trong những người thầy tổ của cô, đó là nghệ sĩ nhân dân Nam Châu. Mẹ con tôi tới đây là để tiễn chân phụ tướng mấy dặm trường trên trời mây sâu còn dương là còn thấm đau trong căn trường tướng quân ân cần dặn dò về quê hương ra đi lòng lắng một niềm thương nào phải nghĩa vợ chồng mà xót xa tình non sông xót tướng quân ra đi độc mã đơn hành về triều mong dân tội hôn quân lành ít mà dữ nhiều một trận liều thập tử nhất sinh tướng quân ra đi phương trời như vô vàn có còn chăng cơ hội tái tương cùng xin hẹn không trở lại quê nhà mà chết sống cùng với mẹ quân. Là một trong những cái thế hệ trẻ mà may mắn khi mà gửi lời mời đến cô Bạch Tuyết thì cô đã nhận lời. Và sự thể hiện của cái MV này, mình đã dành hết những cái tình cảm và mình đã cố gắng thực hiện một cái MV tròn chỉnh để mà mình gửi đến khán giả, mình gửi đến những người yêu mến mình đã đồng hành với mình từ đã đồng hành và yêu thương mình trong những cái thời gian vừa qua. Nhân lời của bạn Trung thì cô nhắc cho ekip của tụi mình đó, nếu chúng ta mà có duyên đó, có được thêm cái gì đó thì lúc đó trong nội dung mấy bạn phải kiếm cách gì để cho cô ca một câu đúng không? Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn. Em xin được mời câu hỏi kế tiếp là người mẫu. Và sau khi đạt danh hiệu Á Khôi của cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Việt Nam thì em cũng gần đến dịp Tết, thì em muốn thực hiện một cái MV Tết
cũng giống như là như em đã chia sẻ, em muốn gửi đến một món quà mà nó gần gũi và nó phù hợp với cái thời điểm hiện tại là gần Tết. Và câu hỏi tiếp theo là như em đã chia sẻ là em là một cô gái, thật sự là em không phải một cô gái là gắn liền với bất cứ một hình ảnh. Em là một người rất là cá tính, cho nên là em không có gắn liền khuôn khổ một hình ảnh nào hết. Và em muốn mình là một cô gái đa chi năng, có nghĩa là em có thể hát, em có thể làm MC, và sang năm thì em có một vài dự án, một vài dự định đến với điện ảnh, thì em rất là mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và với cái danh hiệu Á Khôi Du lịch Việt Nam thì em sẽ có nhiều dự án về du lịch để phát triển du lịch cùng với ban tổ chức. Và mọi người hãy chờ đón và ủng hộ em trong những sự chặng đường sắp tới. Em cảm ơn ạ. Đối với cái MV này thì cũng là thời điểm Tết, thì em muốn gửi đến mọi người cũng giống như là nếu như mà em nhận được những cái lời mời của đi show về về ca hát thì em vẫn có thể nhận show. Nếu như mà có bút em là MC thì em cũng nhận show. Nếu mà bút em diễn model thì em vẫn nhận show. Có nghĩa là giống như cô và Tiết đã chia sẻ là chúng ta luôn luôn cố gắng và chúng ta luôn 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 làm một cái điều gì đó nó không phải là cố định và không phải mình làm một lần mà được, thì cứ qua thời gian em nghĩ là với cái chia sẻ của cô thì em sẽ có nhiều động lực hơn nữa. Trong khi mà quay MV thì chúng tôi có nói chuyện với nhau và tôi cũng có kể cho Mỹ về một vài chuyện mà tôi cũng tiếp tục học. Và chúng ta nhớ những người trên thế giới thường nhắc nhở chúng ta là khi làm nghệ thuật hay làm bất cứ điều gì, hát bạn phải luôn mới. Mới chưa chắc đã hay, nhưng dù sao phải mới. Và cái mới nó làm cho mình đẹp trong mắt mọi người, làm cho mình tự tin. Và nếu như cái mới đó mà nó đủ phước duyên và đồng hành chung với thời đại của mình, thì cái điều đó mình hết sức là có phước. Và sống ở trong đời làm bao nhiêu việc thì cũng phải cố gắng làm sao để mỗi ngày mình có được một cái phước báo mới. Đó là câu chuyện của chúng tôi trong khi làm MV. Thật sự thì hiện tại thời điểm gần đây thì cũng có rất là nhiều sản phẩm của những cái ca sĩ mới, và thật sự nếu như mà ngày hôm nay mà em ngại thì chắc mọi người sẽ không có mặt ở đây để mà xem cái MV này. Và em nghĩ rằng là cái việc hát nhép, em nghĩ là nó chúng ta không nên, đối với em thì em không quá kỳ thị cái việc đó, nhưng mà bên cạnh đó cái việc mà hát live đó chính là cái sự tôn trọng của bản thân thân ca sĩ đối với khán giả. Và trong cái việc hát nhép đó thì em nghĩ là đến với những cái bài hát mà nó cần cái sự vũ đạo, thì em nghĩ để mà mình hoàn thiện cái bài hát được hơn á, thì em nghĩ là bản thân em không có quá kỳ thị cái việc đó. Và như em đã chia sẻ thì bản thân em không có muốn mình là khuôn khổ đối với một cái môn nghệ thuật nào hết. Và em nghĩ là em sẽ luôn luôn hướng đến một cô gái đa di năng, và em mong muốn khán giả nhớ đến em là một Á Khôi Ngô Mỹ Hải. Khi mà nghĩ đến Á Khôi Ngô Mỹ Hải thì các bạn nghĩ em có thể làm được tất cả những cái lĩnh vực trong nghệ thuật. Cảm ơn Mỹ Hải rất nhiều. Và quý vị thân mến, thì ngày hôm nay Trung Hậu cũng thấy
chết rồi, 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 chết rồi,